Chị hứa đi em. Em cũng nghĩ em đi đọc đi. Vâng, tại bài trong nào biết ạ? Vâng, em đi nhé. Anh ở bên gia hàng nhanh nhanh nhỉ? Vâng. Em ở công ty cổ phần vụ gia hàng nhanh. Anh xem qua cái này đi em. Quan. Mẹ có thế chứ. Thấy mở lấy chắc nhé. Khi nhớ trước sành bên kia giao thì lại xin thống nhất ra. Công ty cũng đỡ rồi thì cái thằng gia hàng tiết kiệm này mà hết câu cũng mang lại tiền. Nó là hỏi gia hàng tiết kiệm. À, cái đấy là tên công ty thôi. Chết rồi. Biết là tên rồi nhưng mà mẹ mày làm ăn vô láo. Cái Lazada này tự nhiên nó được xem rồi. Còn có đơn bọn em cũng dám gửi cho xem đâu anh ạ. Đấy là nhờ. Đấy là nó shop thôi chứ không phải là shop bọn em. Nó shop ấy. Nếu mà bây giờ những đơn mà nó không cho xem bọn em mở ra xem rồi bọn em họ bắt cái thu bọn em lấy. Bọn em cũng khó lắm. Đúng rồi. Cái chủ bài đồng dao này luôn đấy, 100 bộ mà các bạn ạ, đúng kia à, 100 thứ đúng không phải không cái này à, không nghĩ đấy 100 thứ là như này cái đủ rồi. Nếu mà thiếu phải trách việc không có cái nào vừa. Nó không thiếu rồi, nó không thể kiểm qua đấy. Thiếu rồi. Thiếu rồi anh không lấy gì. Bây giờ nó nhiều cái chuyện bé này, nhớ cái là biết rồi. Hôm nay tôi vừa đặt hàng cái máy bốt này. Tôi đặt mua ở trên Lazada. Rất là nhanh. Phí ship là 61k. Về từ Hà Nội lên Lạng Sơn. Đây là toàn bộ cái hộp mà sản phẩm. Cái máy đây, tôi đang máy ở đây, đây này. Tôi đang test. Đây máy đây. Ok. Vậy tôi xin giới thiệu qua nhá. Đấy. Cái bốt này có các mũi khoan như sau. Khoan gỗ này. Khoan gỗ này. Khoan sắt này. Cái này khoan gỗ. Cái này khoan bê tông, còn cái này khoan sắt nha. Ok. Đây là cái dao đầu giấy này. Dao giấy. Đây có cả hướng dẫn sử dụng thôi, không cần khoa giấy dùng quá nhiều, không cần phải hướng dẫn sử dụng đâu. Sẽ có bên trên này sẽ có những cái đầu kiểu như tô vít đấy các bạn. Tô vít nha. Cái này thì
Mình biết rồi, không cần giới thiệu nhiều. Đây là cái thước. Bên này có cái gì nhỉ? Quên mất rồi. À bên này có cái tay cầm, tôi lắp vào máy rồi, tí tôi giới thiệu. Đây, khoan đây. Khoan nắm vào đây. Còn bên này thì có cái búa này. Cái này cái cũng là cái đầu vặn. Đầu vặn kiểu như vặn như cái ốc lục giác ấy các bạn. Ốc lục giác. Đó. Cái máy này nó ngoài chứ nó khoan nó còn vặn ốc rồi nhá, vặn ra vặn vào, nó còn vặn xoay, vặn theo kim kim đồng hồ, vặn ngược kim kim đồng hồ này này, các bạn hiểu không? Ok, cái này cái thước, cái thước để đo đo mình khoan bao nhiêu ấy đó. Cái này mỏ lết, cái này cái thước thủy 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 gì đấy, thủy thủy gì đấy để làm cân bằng xem chỗ này bằng chưa, nghiêng có bên nào bên kia đây đó. Đây cái kim chỉ thế thôi, thế hết rồi. Còn mấy cái ốc này đây, mấy cái ốc búa hết. Đây, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh em khoan nhé, anh em là chú ý khoan nhé. Còn anh em là biết khoan rồi thì bỏ qua video này nhá. Biết anh em biết cái máy khoan là máy như thế nào thì bỏ qua nhá. Ok. Mình giới thiệu cho anh em là chưa biết nhá, hoặc là định mua chẳng hạn. Nhà có nhu cầu sử dụng thì định mua. Cái máy bốt này hơn triệu tí thôi. Tầm triệu 2 này nhá. Kêu đạn đá tay lắm các bạn ạ. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn là bạn nào chưa biết thì mình hướng dẫn nha. Ok. Đây. Ok, hơi nắng tí nhưng mà mở ra mới sáng. Ok, đây, cái này là cái này lúc nãy mình bỏ cái này vào đấy. Đây cái tay cầm đúng là theo là mình đây mình rút điện ra chăm chắc nha. Tí chờ vào á nó quay phát là thành thịt xoay luôn đấy. Đây, rút ra này này, đó. Đây. Cái này kiểu như lắp vào để cái tay cầm ấy, mình cầm giống cái kiểu bắn súng AK ấy. Đấy, bắn chúng AK đấy. Đấy, lắp vào bắn chúng AK bùm bùm đấy. Bạn nhớ chưa? Hey, cầm cái này này, đấy, cầm bấm cái chắc này, đấy. Lắp vào cái này. Xong rồi vặn cái ốc này vào. Ốc này là ốc cố định nhá. Đấy, xong rồi nếu mà các bạn cần thiết các bạn chưa quen ấy thì bạn lắp cái thước này vào. Đó, thấy chưa? Thước này. Đấy, nhà mình bừa bộn tí các bạn tập trung vào xem mình này nhá. Xem mình giới thiệu cái máy đừng nhìn linh tinh nhá. Nhà mình bừa bộn lắm. Đây thước rút vào đây. Vặn ốc này vào, ra, vặn ra, đút cái thước này vào. Đây các bạn để ý lắp cái G này thấy chưa? Đấy cái G này xuống dưới này nhá. Xuống dưới để cái số lên nhá, các bạn quay thế này thì không thấy cái gì mà để mà biết cái thước đi đâu đấy. Vặn lắp cái này đấy, quay dưới này, đó, thấy chưa? Đó, đấy lắp cái này. Đó, thế này. Đấy các bạn ước lượng, các bạn thước, ví dụ các bạn khoan đâu đây chẳng hạn. Các bạn lắp đến số 6, số 10, 9 thì đây. 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 Đó. Còn vào. Đây là cái đầu. Đầu này đầu vặn thôi. Đây mình lắp cái mũi khoan vào nha. Đây. Thì các bạn nó kèm theo cái này này. Đó cái này các bạn vặn vặn cái đầu khoan này. Bạn cắm vào đây nha. Đó cắm vào đây trong vặn. Vặn đây này nha. Đó vặn đây này. Vặn đây này nha. Đó vặn đây này. Vặn ngược kiểu như đồng hồ nó ra này. Đấy rút cái này ra. Đó. Đây để mình lấy cái mũi khoan. Đây cái mũi khoan sắt, khoan bê tông này, đấy nó màu trắng như này. Rồi mình cắm vào đây. Đó, cắm vào đây, xong vặn vào nhá. Đây vặn vào nhá. Thế này vặn ra, vặn vào vặn đến này. Thấy không? Vặn vào vặn đến này. Mình dựng lên thế này xem cái mũi khoan lệch thì mình chỉnh nhá, bởi vì cái này nó có cái giữ ở đây như cái kiềng ba chân đấy để giữ nhá. Cái chỗ hám cái này này, cái mũi khoan này này, đấy vặn đây này. Đó, vặn đây vào. Mình giữ này để cho ở giữa. Giữa ba cái chân nó giữ cái mũi khoan đấy. Đây vặn đây này. Rồi mình xem ở giữa cho vặn chắc vào. Vặn chắc vào nha. Đó, vặn chắc vào. Vặn mạnh tay vào. Đó, hơi nặng tay là được rồi. Ok, thế này ngon rồi. Đấy. Đây là cái thước nhé. Thước này. Ok. Mình đi thử khoan nhé. Đây. Mình giới thiệu qua về những cái nút trên cái máy này nha. Đây, cái chỗ này là cái mình bỏ cái dây điện đây ạ. Đây, cái chỗ này gạt sang bên này ấy, thì cái này nó có độ nảy nảy này. Vậy chưa? Đó, thấy chưa? Đây cái đầu bật được đi cái đầu không? Đấy. Cái này để khoan bê tông nha, đấy. Rồi tới đây. Đấy. Còn cái sắt này nó sẽ không cái độ lắc nó ít hơn. Đó, nó có hai chế độ ở trên này, độ lắc nó ít hơn, bên này lắc cái này để khoan gỗ.
nha. Khoai gỗ và khoai cái gì mềm mềm ấy, nó vặn ốc ấy. Không thì các bạn vặn ốc các bạn giật thế này thì cũng lệch hết. Đấy, ok. Còn chỗ này cái nút này nhá, không phải nút to, nút nhỏ này, nút nhỏ này. Bây giờ mình đang có hai chế độ, một là đẩy sang bên này, đấy các bạn nhìn rõ không, đẩy sang bên này, rút ra đẩy sang bên này là nó đang quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Bây giờ thế này là đang ngược chiều kim đồng hồ nhá. Còn bây giờ các bạn đẩy lên thế này là nó đi theo chiều kim đồng hồ đấy. Còn cái nút này thì nút bấm hai nấc nhá, một nấc này, hai nấc này. Cái này nấc này nó biểu trưng cho độ nhanh và chậm. Các bạn bấm vào hơi tí này nó đi chậm chậm này, các bạn càng bấm kích cỡ nó càng nhanh nhá. Ở đấy còn cái nút này nó hám đây, ấn vào một cái là nó hám cái gì nhỉ. Đây ví dụ đây, mình bấm ấn này vào, bấm cái này là nó thả ra, và cái này nó không đi đẩy ra, nó không bị trở về chỗ cũ này, thấy chưa? Đó đấy, đó bây giờ đẩy ra đấy, đấy cái này loại thế đó. Bây giờ mình chỉ khóa nào, nó chỉ có mấy nút như thế đâu. Bây giờ mình khóa bê tông thì mình sẽ chỉnh cái này về chế độ bên trái đấy, bê tông nha. Đây mình khóa lên đây, đây mình khóa nha, khóa đây chẳng hạn, đây nó sẽ đẩy đẩy thế này. Đó, kiểu như cái giảm sóc ấy, đấy, cầm cái này, bạn chưa quen thì chưa tay không khỏe thì cầm cái này như khẩu súng ấy, bạn lại bắn, bắn, đấy giờ, đấy. Bây giờ thế này là, bây giờ cái này nút này đang ở bên rút ra bên trái này là theo kiểu chim đồng hồ nhá, kim đồng hồ cái đường quay thế này này, đó, nhìn này, đấy, hỏi kim cao sao chưa kim đồng hồ chưa, đấy, đó, đấy, khoan này. Bạn con ấn xuống cái này, bạn khoan từ rồi đấy, đấy đấy. Nếu mà các bạn có cái thước ở đây ấy, có cái thước ở bên này này, thì các bạn nếu mà đo bao nhiêu thì các bạn khoán ấn từ rồi xong kịch cái thước này thì các bạn rút ra nha, vừa bấm rút ra đó cái thước ấy. Còn bây giờ mình chỉnh không vừa đâu, mình chỉ lắp vào để làm mẫu thôi. Đấy, nếu mà các bạn này ví dụ như thế này là bằng cái mũi khoan chẳng hạn, thì các bạn khoan khoảng tầm mấy cm đây, thì các bạn lùi cái thước vào, xong rồi các bạn khoan đúng kịch phát, kịch cái thước này là các bạn rút ra nha, rút cái mũi khoan này nha, các bạn ấn mạnh qua cái thước này gấy đấy, cái thước bằng nhựa đấy mà. Đấy, được khoan lại cho các bạn xem nha. Đấy. Đấy, như thế này là kịch thước này. Mấy tôi ấn mạnh cái là cái thước gãy ngay ạ. Đấy, kì cơ mà rút ra. Đó, ok. Xong nha, xong phần khoan nha. Ngoài ra thì tôi nói này, cái này cũng có thể khoan gỗ, khoan các thứ thì các bạn đổi mũi khoan nha. Tuyệt đối không nên khoan gỗ lại khoan bê tông, khoan gỗ đảo linh tinh nha. Cái nào mũi khoan nào khoan bên đây khoan đấy. Ok, bây giờ xong rồi tôi bỏ cái thước nha. Vướng lắm, mình khoan quen rồi mà. Khoan thước mấy đâu. Các bạn nào không dùng lúc đầu mới dùng ấy, lúc đầu mới dùng nha, thì các bạn làm những động tác thì các bạn rút điện ra nha, rút điện ra nha, đề phòng để ví dụ các bạn đang cầm vào đây chẳng hạn, không tự nhiên các bạn quên lỡ tay thì các bạn bấm vào phát này là nó chơi vào tay mình đấy nha. Cẩn thận bất ơn. Đây bây giờ sẽ lấy cái này, phải cái này nha. Đó, bạn ngược kiểu chim đồng hồ. Đấy, ngược kiểu chim kim đồng hồ nha. Đó. Đây, nắp cái này vào. Cái này là cái ốc. Cái này là cái vặn ốc. Kiểu như cái tô vít ấy, nó có nhiều đầu nó thay được nhau ấy, các bạn hiểu như thế. Kiểu như cái tô vít nhiều cạnh ấy, các bạn thế. Vào. Đấy.
đấy, cái phần này là cái phần vặt thay đầu tua vít đấy, đấy yếu rút ra này, đấy cái đầu đấy nó chỉ đây thôi, đấy, đó, đó, đấy vặt đấy, thì chúng ta khoan này rồi, đấy, cái này là cái ốc, cái này là cái khoan tường đấy, đấy mình cắm vào cái đây, cắm xuống đây thế này, đó, cắm đây. Mình luôn lựa chọn các mũi khoan vừa nhá, đừng mũi khoan to quá nhá, to quá thì cái này đốt cũng không vừa đâu. Sau lấy cái ốc vào. Lấy ốc vào đây này. Đấy, cho vào này. Đấy chưa? Các bạn biết cái khoan này chưa? Đó, cho vào này. Xong chuyển sang cái sang chế độ bên kia. Cắm điện vào nhá. Đó, khoan nhá. Đó, khoan nhá. Đấy, như thế này này. Chúng ta đút đút cái túi nhựa, cái mi nhựa và cái nhựa ấy. Đấy, khóa này, đấy. Bước đầu bấm từ thôi. Đó. Đó. Đó, thấy chưa? Kít chưa? Thì xong hết rồi. Bây giờ chúng ta muốn vắt ra làm nào, bây giờ đổi đổi ngược chiều cái này này. Ngược chiều ra đây, view đấy, bây giờ đang vặn vào, đang theo chiều kim đồng hồ, bấm sang lại quay ra, quay ngược chiều kim đồng hồ đấy, lấy móc này ra luôn. Đó, thấy chưa, lên luôn. Đó, thấy chưa, đó, đấy, khoan đấy. Đây, xong rồi, ngoài ra còn có cái... Đó, chỉ thế thôi, mấy khoan chả có cái gì cả, nó chỉ có như thế thôi. Còn khoan ốc khoan gỗ nhá, mình làm khoan gỗ nha, khoan gỗ đơn giản không ấy, đơn giản hơn khoan cái này nhiều. Bắt này à. Đó, lắp cái khoan gỗ vào. Gỗ đây. Khoan gỗ đây. Thôi ra. Vào ra đấy, ở đây vào chắc cái này vào. Đấy, phải sao đây khoan gỗ nhá. Xem khoan gỗ nhá. Khoan gỗ nó dàn không nói. Đây nhá. Gỗ đây, nhiều gỗ lắm. Đấy. Gỗ này. Đấy, để đây ạ. Khoan đây. Đấy, đây khoan gỗ nhá. Đấy. Đây, cũng như thế thôi, ấn xuống này. Đấy, khoan này. Chế được khoan ngược rồi, khoan ngược các bạn ạ. Đây mình để bật bật cho này đấy, khoan theo chiều kim đồng hồ. Đấy. Đấy, chắc vào. Đấy. Đó, đơn giản không? Đơn giản không như thế này. Các bạn cầm mày quả chắc tay vào. Đấy, cầm bấm như bắn súng ấy, bấm măng 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 ấy. Bạn cầm chắc vào chứ, không lỏng tay đâu. Đó, nghe không? Dàn không? Dàn không rồi, xong rồi. Không có gì đâu. Khoan nó chỉ thế thôi. Còn có cái đầu này này. Đây là có cái đầu này. Cái này để vặn ốc đây. À, chủ yếu là vặn lục giác. Lục giác nha. Đây. Đây, mình lấy cái này. Đây. Chứa là cái này vặn ốc nó lục giác nhiều. Đây. Đó, thấy không? Cũng được vặn được nhá, đấy. Các bạn tìm con nào vừa có nút con nào vào. Đây đây để mình giới thiệu luôn thiệt. Sợ các bạn không biết thì mua lần đầu ngơ ngác như mình ấy. Đây. Có một cái như thế này này. Đó. Đây cái có cái nốt này thì nốt có hột bi ở đây này. Có nút cái này vào. Nhớ là hình vuông nhá. Hai cái này hình vuông nút vào đây. Đấy. Vào đây này, xong rồi mình vặn. Xong rồi đút vào cái này. Đây, lại đút vào cái này nha. Cái đầu này nó vặn ốc này. Đây, đút vào đây.
xong rồi cái đầu này cắm vào đây coi như là mũi khoan đây. Rồi các bạn muốn thay thay cái đầu vặn nào thì bạn thay cái này đó, cắm này đó, cái này thôi. Đấy vặn ốc này, ốc này, ốc đây mình không có cái ốc nào vậy, kiểu như cái ốc này mình tượng trưng cái này là cái ốc đi, thì đút đút vào cái này này các bạn hiểu không. Đây chưa nét nhỉ, đây kiểu như thế này các bạn, cái này cái ốc sáu cạnh à, ví dụ thế nhá, các bạn tưởng tượng cái ốc sáu cạnh các bạn đút vào này trong bạn đây, đây cái này mũi khoan vặn này, đây đây vặn này vặn vào vặn này vặn ra đây, bạn chỉ tưởng tượng nhá, tưởng tượng ra vặn ốc cái nào chưa, đấy mình không làm đấy nhá, thôi mình không làm nữa, mình khá là thấy là mất công lắm, cái này mới lần các bạn khoan nhá, các bạn khoan một điểm đây chẳng hạn, các bạn phải thay mũi khoan này, thì các bạn xong rồi thay mũi khoan này, xong rồi thay cái vặn vào để vặn vào như thế, xong rồi các bạn đi đi ra điểm B này chẳng hạn, các bạn phải thay mũi khoan lại vặn vào đấy kiểu như thế, không không thì các bạn phải đi đo trước chỗ này khoan này, chỗ này khoan này, đấy, chỗ này lại khoan như thế, các bạn khoan một lượt xong rồi đi vặn ốc một lượt, như thế đơn giản không, không các bạn thay mũi khoan nha, thay mũi khoan vào mất thời gian lắm cái này ấy. Rồi ok thôi nói hết rồi, có thắc mắc gì các bạn comment dưới video nhá nhá, ok nhá, xong rồi nhá, ok mình chào các bạn nhá, còn link sản phẩm để dưới video nhá, các bạn kích vào để mua nhá, còn các bạn thấy hay ấy mình mua 1,2 triệu, gần 1,2 triệu chứ đến 1,2 triệu đâu mà được nhiều này vui lắm. Ok chào các bạn nhá, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau, chào. Boss một đỉnh cao.